Chào các bác nhé. Lâu lắm không làm cái video đăng lên kênh các bạn. Đợt vừa rồi cái máy quay em nó gặp trục trặc ấy, không quay được. Với lại đi câu sông thì nó không được nhiều cá lắm. Mỗi buổi đi câu được có vài con này. Chẳng hiểu sao hôm nay sông của em ít cá lắm. Ui giời, giờ phải mồi câu các bạn nhé. Hôm nay đi câu cá giếc. Điểm câu này thì nhắc lên cho các bác biết thôi. Đây là điểm câu ở trạm bơm Vạn Phúc các bác nhé. Trạm bơm Vạn Phúc Ninh Giang. Trước em nghe câu chỗ này. Nhưng hôm nay nắng quá. Nắng ý, các bạn nhìn thấy nắng chói không ngồi được. Mồi câu các bạn. Mồi vẫn mồi tổng hợp câu cá vui các bạn nhé. Thì đây là gói mồi câu thiên nhiên. Còn mồi câu thiên nhiên thì em đóng theo gói. Một gói là 920g. Một gói 920g chuyên các dòng giết chép dưng vèn chấm trôi cũng có thể bắt được các bạn nhé. Một gói này là em bán ship là 105.000 các bác nhé, miễn phí ship một gói gần 1 cân. Các bác mua từ 2 gói trở lên thì là 100.000 một gói, cũng miễn phí ship luôn. Một gói này câu rất là lâu, câu sông thì nó không tốn, mồi sẽ rất là dôi. Còn đây thì là mồi dịch vụ. Tiện giới thiệu các bác luôn, mồi chuyên chép dịch vụ các bác nhé. Mồi chép mộc số 1, thương hiệu câu cá vui. Một gói là 320g. Đấy, dành cho các loại chép và chấm mới trên hồ dịch vụ. Một gói này là 35.000 các bác nhé. Các đơn hàng các bác đặt từ 3 gói cho đến 10 gói thì phí ship là 25.000. Đấy, đồng giá 25.000 hết. Còn lại số phí ship còn lại thì em sẽ chịu. Bây giờ thì pha tí mồi mồi sông để câu thôi. Pha mồi sông thì vẫn như bình thường thôi. Mồi em dùng rất là đơn giản, các bác chỉ cần pha một mồi một nước, cho một chút nước vào rồi cho tí mồi vào, một mồi một nước, cho các bác cho nó sệt sệt loãng loãng một chút, chút nữa nó tầm khoảng 5 phút sau nó 3-5 phút sau nó uống no nước ấy. Để cho thêm tí nữa nó uống no nước, các bác đào đều lên là được cái mồi câu. Đò đạc em ra rồi. Bây giờ ngồi câu các bác nhé. Các anh em sẽ ghi hình gửi đến các bác. Bác nào yêu kênh đừng quên nhấn like, đăng ký và chia sẻ video. Nút các bác đặt hàng sản phẩm mồi tổng hợp câu cá vui, mồi thiên nhiên hoặc mồi dịch vụ, các bác đặt thông qua cái số điện thoại hoặc là cái Zalo em để góc này, hoặc nhắn tin trực tiếp vào cái fanpage Facebook câu cá vui em để góc này. Cô còn gắn kìa. Ui à, có chép. Chép đèo cơ. Chép sông. Dạp thế. Em đang có cái kế hoạch là đầu tư này bộ máy quay các bạn. Đầu tư này một cái bộ máy quay mới để ghi hình gửi các bác cho chất lượng hơn. Mẹ nó thuận tiện cho cái công việc ghi hình cho em. Chứ bộ máy quay cũ bây giờ nó không còn phù hợp nữa. Chất lượng kém mà nó không còn phù hợp. Đặc biệt đi câu hồ dịch vụ em phải có một cái bộ máy quay chuyên dụng. Sắp tới em có kế hoạch đầu tư nhưng mà cảm ơn tiền còn dùng vào nhiều việc quá. Mong các bác cố gắng ủng hộ nhé. Các bác ủng hộ sản phẩm bên em. Con gì đây? Cái giếc kìa. Ồn các bác. Không bằng bàn tay luôn. Hôm nay câu bằng cây
Nhất há khanh 4,5 m. Kể cả này lâu lắm mày không câu. Trục 1.2, théo 0.8. Xét đò. Đây đi câu. Nói chung mùa này thì mình câu xa tí. Xong các bác câu ra xa tí. Đánh 36 thì nó hơi gần. Đánh 4,5 m là 4,5 m, 54 khá ổn. Đánh giếc đánh giống thì các bác nên đánh 4,5 m. Gáy cho nó tròn nhịp. Diệt ta các bạn. Hello, con chép này. Này con chép này các bạn. Sau một thời gian đi câu chép hồ dịch vụ với lại đi săn chấm đen hồ dịch vụ, giờ về kỹ năng nó bị mai một kìa. Mình giật nó vẫn bị lỡ nhịp nhiều. Giật nó không còn tự tin như đợt trước rồi. Không còn quá tự tin như là trước. Đó. Giật vẫn gọi là vẫn hụt nhiều lắm. Bây giờ phải về luyện rèn luyện lại kỹ năng mai một mất. Con mày chết rồi. Úi giời. Chép cậu. Chép to quá. Chép xong thế thôi. Chép xong bây giờ chỉ có lại này. Con này to nhất từ lúc nãy câu được ấy. Vừa đi bật được cái máy quay về xong thì cắn. Ở chỗ này ngồi nó nắm cái con muỗi vằn lắm. Nó đốt cho xuống cái chân. Mấy con muỗi ác thật. Muỗi ác thật ấy, đốt ngứa thế. Rồi, cá giết các bạn. Ô, cũng không phải. Vẫn là con cá chép thôi. Hôm nay câu toàn cá chép con. Cắn rất buồn cười. Năm ngoái thì nhiều cá giếc lắm. Nên em câu bao nhiêu cá giếc đi, cá giếc con. Được cái toàn giếc trắng, giếc hơi nhỏ đi thôi. Nó là giếc kiểu giếc ta đấy. Chuẩn giếc bản địa. Vảy trắng, nhỏ, mắt đỏ. Cắn nhẹ lắm. Ý là giếc. Giếc trắng phao coi này. Con này to. Rồi câu vào trong này cơ. Em cứ vươn cần ra xa quá bây giờ nó. Nó lại sang bên bờ nông mất. Cắn nhẹ thế. Ui con này. Con gì đấy? Ôi con rùa. Rùa con. Rùa cũng bắt. Con này to không? Rùa to dã man. Rùa 7 màu ấy. Sông trong một con rùa 7 màu to kinh. Cắn này. Cắn là phải lên rồi.
mùa cá diếc rồi. Đấy, đến mùa cá diếc các bác ơi. Diếc to các bác. Trong phao. Diếc ta đấy. Các bác sắm đi ủng hộ sản phẩm bên em nhé. Sản phẩm bên em câu cá diếc, cá chép mùa đông. Hiện tại đang ở mùa diếc chép mùa đông các bác nhé. Các bác đến mùa các bác làm vài cân về câu, trải nghiệm cho nó sướng. Mùa này các bác câu nó cũng phải mình ngồi lâu lâu chút. Cá diếc cũng ăn mồi tàn đi. Nóng vội quá sẽ không câu được cá diếc đâu. Câu các bác như câu xà bờ nhé. Ui thúi, cá diếc các bạn, bong rồi. Phí không? Mùa này các bác câu xà bờ đây. Mùa này nước nó cạn này. Mùa này mùa nước cạn này này. Câu xà bờ cho nó đỡ động. Câu gần quá cá động nó không vào đâu. Chết luôn. Cá giếc luôn. Úi giời, à, cá chép quẩy. Đấy, chép bé tí rồi. Đang máy. Mày nghịch điện thoại đi mày. Con cá nó. Nó ăn tham thật. Mất nhịp đầu rút rồi, để nguyên nó vẫn rút tiếp. Sợ không. Mày nè. Lại là chép rồi. Lại là chép. Mày giật chép phê thế. Đằng mấy con giếc to nữa. Về với xét lại đầu câu giếc ấy. Hôm sau câu chuyển xuống théo 04. Théo 08 to quá. Là giếc con nhát ăn. Câu giếc theo 04 nữa 02 hoặc 03 này. Hôm qua câu có được con nào? Có cắn mẹ. Em có đi xem. Mấy ông kia câu ăn cắn mẹ không? Nè. Mấy ông kia câu cắn mẹ không? Không có. Chậm. Chết câu có nhiều gì nhỉ? Chép. Thế toàn chép này này. Này này còn rộng rộng. Cắn nhẹ lắm. Đi học về sao? Nay học online. Ở bên Ninh Giang thì giờ học online rồi. Có một có hai nhãn học. 100.000 ngày chỉ câu giúp đi. Chỉ cần qua bằng mất tiền không đi dọn hò ông. Nhiên không? Ôi. Này chép ăn mày. Còn chép ăn. Chép chép ăn ngay. Đâu, mấy con giếc mà giếc không chịu vào ăn mồi tàn gì. Đỏ to quá. To quá, chép à? Đầu giếc này. Con chép luôn. Toàn chép này. Toàn chép. Chép này là chép sông ta, chép ta đấy. Chép này nó chẳng to được mấy đâu mà. Cõi đời lắm thì mới to được. Cá sông to thì đợt lũ ao. Để cá sông ngoài nó vào nó mới có cá to. Xả cống cái thứ nó mới có cá to. Một nước ái chuẩn bị tới một nước ái này. Có cá to.
Úi giời. Tưởng cái cần. Cái gì? Cần nhẹ nhỉ? Tiếp trắng ấy, tiếp chuẩn ấy. Không biết là cái gì đập vào cần được cái cắt ấy. Tưởng đi cái cần. Cần này bao nhiêu? Hú hồn. Cần này rẻ, cần này thôi. Hồi xưa anh mua con 500 mấy hay 600 mấy này. Hú hồn con tròn tí nữa thì. Tí này. Đây có xe kia không biết của ai ngày nào mà đi. Nữa, chắc có gia đình chị này. Hú hồn. Quá nghe cạch cái này, nhìn nấu luôn. Nếu giết mà hai đầu ngón tay em mất cái gần. Chia đâu. Đấy, chắc. Quay đi. Quay đi. Đấy, con này rộng. Nhiều chưa to. Còn nuôi anh hai con to. To hơn con này. May quá hôm nay nước to nó đẹp các bạn. Cá nó đi ăn như này. Ngồi 2 tiếng là đã có một clip cho các bác xem. Bờ kè các bác. Cái chỗ này ngồi thắng ra đây thì đẹp. Đây ngồi đây. Thắng đánh thắng đây thì đẹp lắm. Như mỗi cái này. Mỗi cái này nó nắng các bạn. Buổi chiều nó nắng lắm. Buổi chiều nắng nhưng không đánh chỗ này. Đây. Hoặc ngồi dịch đây. Đánh thắng đây. Đánh đúng cái giữa cái vụng này luôn. Đánh cần 4 mét rưỡi hoặc 5 mét 4. Đây, trà bơm Vạn Phúc Ninh Giang các bác nhé. Trà bơm hai vòi. Đây các bác nhìn, trà bơm hai vòi ấy. Nó khúc sông rồi. Bây giờ thì cũng muộn rồi các bạn. Này em đi câu từ 3 giờ. Bây giờ 5 giờ 22 rồi. Thời tiết mùa này nó nhanh tối lắm. Đến tầm khoảng gần 5 giờ nó đã tối om chả nhìn gì nữa. Không nhìn gì thì cái máy quay nó bị ao nét, không quay nữa. Chiều ngồi quay thì sẽ còn được nhiều nữa để cho các bác xem cho nó phê. Nhưng mà thôi, em thấy cũng khá là đủ rồi. Bây giờ em phải về thôi. Kết thúc video tại đây các bác nhé. Bác nào yêu quý kênh đừng quên nhấn like, đăng ký và chia sẻ video. Bác nào muốn trải nghiệm sản phẩm mồi tổng hợp Coca Vui, cá mồi dịch vụ lẫn mồi thiên nhiên thì đừng quên nhắn tin, gọi điện trực tiếp đến cái Zalo em để góc bên này này. Đấy. Hoặc là cái fanpage Facebook Câu Cá Vui. Đây, thành quả hôm nay các bạn. Mọi nhìn chưa? Đa số là cá chép. Cá giết được vài con. Chắc phải được hơn cân đấy. Thôi. Hôm nay thì nhất quyết phải mang về thôi, bởi lâu lắm không ăn con cá sông rồi, nhỏ xíu xíu đi nhưng mà em ra trước đi câu được ít đi, được cái chục con hơn chục con thì toàn thả. Hôm nay bắt ít về ăn các bác nhé. Rồi bye bye các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video sau. Bác nào yêu kênh đừng quên nhấn like, đăng ký và chia sẻ video các bác nhé. Nhớ ủng hộ em để em thực hiện cái kế hoạch đầu tư lại cái bộ máy quay để phục vụ đến các bác được tốt hơn.